hôm nay cộng đồng mạng nhận được một thông tin chấn động rằng ca sĩ phi nhung đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh các bác sĩ điều trị cho phi nhung cho biết cô dường như đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực vì phi nhung tỉnh lại sớm hơn dự kiến là một điều kỳ diệu wendy sau khi nhận được thông tin này cho biết cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tình hình sức khỏe của mẹ con cũng cảm ơn quý khán giả đã luôn cầu nguyện không ngừng giúp mẹ con tai qua nàng khỏi khi phóng viên hỏi rằng liệu có thể phỏng vấn ca sĩ Phi Nhung hay không, thì con gái Wendy liền từ chối. Cô cho biết, hiện tại dù đã tỉnh, nhưng sức khỏe của mẹ vẫn còn rất yếu. Có lẽ khi nào tình trạng của mẹ ổn định hơn, cô sẽ liên lạc lại với truyền thông. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung nhập viện Gia An 111 năm điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Bệnh chuyển biến nặng, cô phải chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Trong những ngày cô Lâm bệnh nặng, người thân bạn bè của Phi Nhung luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu. Trong quá trình làm việc, nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca không. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn tại Mỹ, diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung sinh năm 1972, quê tại Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điên Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero hãy nghe tôi hát chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến các bạn kết quả chính xác nhất vào bản tin sau hãy cùng chờ xem vào video kế tiếp nhé